Xin chào toàn thể anh em nhé. Trong hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến tất cả các anh em một lô lọc xì em vừa mới về tới. Đây là các loại nhá, còn rất đẹp luôn, còn mới tinh mà, mới chỉ dính bụi thôi. Đây, các bạn có thể thấy nhất rất là đẹp ạ, dính bụi thôi nhá. Mình về mình xin là thì nó sẽ bị sạch, nó sẽ sạch sẽ thôi. Đây là dính bụi này, tay em chuồn ống ra này. Đấy, thì những con này thì em sẽ bao xịn cho các bác nhé. Hàng này là hàng bãi của Trung Quốc nhé, của China nhé, hàng bãi xịn chứ không phải là hàng bãi nhập nhé. Con này là hàng bãi xịn luôn. Đây tất cả là 5 con nhé. Giá thì tầm 1 triệu ngoài cho tới 2 triệu thôi, 2 triệu đổ lại thôi, tùy con. Thì các bác muốn chọn con nào thì đánh dấu gửi vào Messenger hoặc là Zalo cho em số này. Đấy, thì những con này thì hàng chưa sử dụng tại Việt Nam nhé, em mới về tới thôi. Còn rất là đẹp. Những con này nó nâng bát chép lên cũng trong sáng và sâu lắm các bác ạ. Những giờ nào mà yếu bát hay là yếu chép á, thì mình nên bổ sung cái con này vô thì nó sẽ rất hay và hiệu quả. Con này là hàng bãi của Trung Quốc nhá. Còn hàng mới của Trung Quốc thì nó sẽ không bằng đâu ạ. Con này là hàng bãi của Trung Quốc. Anh em lưu ý là lọc thì nó có hai loại, loại mới của Trung Quốc và loại bãi của Trung Quốc. Hoặc là loại hàng mới của Việt Nam đấy, ráp ráp đấy. Thì những con này là hàng bãi cao cấp của Trung Quốc nhé. Đây vừa về được 5 con. Những con này thì anh em về lắp dàn karaoke hoặc là nghe nhạc thì nâng bắt chép lên rất là ưng ý ạ. Rất là mặn luôn. Em show cái mặt sau cho các bác xem. Đây như có con này thì hơi bị tỉ sét này. Này thì không sao hết, mình sẽ sơn lại được. Sơn mà nó dính bụi này, vệ sinh lại được. Còn đây là mặt sau của nó. Đây có con này thì đặc biệt là nó xài bằng cái giắc bông sen nhá. Bác nào mà về mà không thích xài bằng cái giắc này hoặc là không có thì mình có thể chế bằng cái giắc bông sen này mình xài. Đây là có bông sen này, có một con này thôi. Và những con này thì giắc 6 ly hoặc là giắc Canon. Đây 6 ly Canon đây. Còn đặc biệt có con này, muốn mồi mình con này thì nó có giắc bông sen thôi. Thì về bác nào mà không có giắc này á thì xài giắc bông sen vẫn được. Có con này vô thì tiếng nó lồng lộng lắm ạ, tiếng nó rất là trong và sáng. Bát chép cũng vậy, bát rất là sâu luôn, chỉnh theo bát chép mình tùy thích. Rất là nhiều nhá, hàng rất đẹp. Hàng này em sẽ bao xịn bao zin cho các bác nhé. Giá thì có con thì 1,5 triệu, có con thì 1,7 triệu, 1,8 triệu, thì có con cũng 2 triệu đổ lại, thì giá tầm 2 triệu đổ lại quay đầu thôi, có con 1,5 triệu cũng có. Rồi, bác nào quan tâm thì xin liên hệ số điện thoại giúp em nhé, em sẽ ship hàng toàn quốc khi có cọc. Rất là đẹp. Đây có những con này thì nó có cái đèn led ở bên hông này, thì khi mà nhạc thì nó sẽ nháy theo. Đây là đèn, nó là đèn nháy này. Đây vậy, đèn nháy này. Còn bên đây thì nó cũng có hai cái đèn nháy. Đây cũng có hai cái đèn nháy. Và đây cũng vậy. Giá thì tầm hơn 1 triệu cho tới 2 triệu thôi nha, tùy con. Rất là đẹp ạ. Lọc xì bái hay còn gọi là aqualizer nhá, hay còn gọi là lược. Đấy, nó có hai ba cách kiểu gọi đấy, các bác muốn gọi cách nào thì gọi, nhưng đúng của nó ra thì gọi là aqualizer là chính xác nhất. Aqualizer nhá, thì nhiều bác cũng chưa nghe nhiều về cái từ aqualizer thì cũng không biết là cái gì, nên cứ gọi bằng lọc hay là bằng lược đi để cho nó dễ biết dễ hiểu. Tất cả 5 con nhé, bác nào ưng con nào thì đánh dấu khoanh tròn vô và gửi qua Messenger hoặc là Zalo số điện thoại này cho em nhé. Rồi em sẽ báo giá cụ thể ạ. Rồi em cũng xin cảm ơn các bác rất nhiều đã quan tâm theo dõi video ạ.